Vâng, mình lại xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì mình lại cùng với anh em tìm hiểu về mạch điều khiển bơm xăng. Vâng, một mạch điện có thể nói là vô cùng quan trọng và cũng rất hay gặp trục trặc ở trên xe. Đấy, và một số anh em thì nói đúng ra ấy, thì cũng chưa hiểu lắm, chưa tường tận lắm về mạch điều khiển bơm xăng trên cái dòng xe phun xăng điện tử thế hệ mới, đúng không ạ? Vâng, và xuất phát từ nhu cầu thực tế đó thì hôm nay mình lại làm video tiếp theo về sơ đồ các mạch điện chi tiết như thế này để anh em nắm được nhé. Vừa kết hợp sơ đồ trên máy Motosensat, một bộ máy cho ta sơ đồ mạch điện lẻ và có màu luôn, đồng thời cũng thực tế ở trên xe để anh em có cái nhìn có thể nói là trực quan hơn, rõ ràng hơn. Kết hợp vừa sơ đồ mạch điện và cũng vừa trên xe để anh em nhìn thấy thực tế màu dây ở trên xe cũng như là vị trí bơm xăng, đúng không ạ? Vâng, những video này thì có thể nói là mình hướng tới những anh em chưa có điều kiện đi học, đúng không ạ? Và những anh em muốn học nghề sửa chữa xe máy hoặc là đang học nhé. Và kể cả những anh em cũng làm nghề rồi nhưng mà trước đây thì anh em hay va chạm những cái dòng xe phổ thông bình thường thôi. Còn những xe phun xăng thế hệ mới ngày nay thì anh em cũng ít va chạm và cũng chưa hiểu được hết những cái mạch điện của nó. Vâng, vậy thì những video của mình là luôn hướng tới những anh em như vậy, đúng không ạ? Đặc biệt những anh em dù là có tuổi rồi cũng rất muốn đi học đấy, nhưng mà vì điều kiện không thể đóng được cửa hàng đi học là một, hai là vì điều kiện gia đình cũng có cha mẹ già cũng chỉ có một mình thôi đấy, cho nên cũng không ai trông nom đấy. Và xuất phát từ nhu cầu thực tế đó thì mình cũng sẽ làm một loạt video chia sẻ với những anh em chưa có kiến thức về xe phun xăng điện tử, những cái mạch điện cụ thể để giúp anh em trong quá trình chẩn đoán sửa chữa, anh em nắm được cách kiểm tra cũng như là cái sơ đồ nguyên lý của nó được rõ hơn. Vâng, và bây giờ mình lại thực hành trên chiếc xe lít 2018, xe 125 phân khối. Và bây giờ thì mình sẽ tháo cái chỗ để chân này ra đây nhé. Và đây là vị trí của cụm bơm xăng của dòng xe lít 125 nằm ở đây, đúng không ạ? Xe lít 125 phân khối đời 2018. Vâng, xe này 2018 anh em nhé. Và như anh em nhìn thấy thì bao giờ với dòng xe phun xăng điện tử thì phổ thông bây giờ thì anh em thấy bao giờ đường dây đi vào cũng có 4 dây, đúng không ạ? Có 4 dây. Vậy thì sẽ có 2 dây là nguồn âm dương cho motor bơm xăng và 2 dây là dây của cảm biến báo xăng nằm ở trong bình xăng này. Vâng, với dòng xe phun xăng điện tử thì đa phần mình thấy là dùng cảm biến loại, dùng biến trở loại 2 dây nhé. Vâng, đồng hồ báo xăng thì có loại biến trở dùng loại 2 dây và loại 3 dây, đúng không ạ? Mình đã có những cái video lên từ những ngày đầu tiên mình làm video, đúng không ạ? Đấy, và anh em có thể xem cái nguyên lý hoạt động của loại biến trở 2 dây và loại 3 dây nhé. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ trực tiếp với anh em là mạch điều khiển bơm xăng của dòng xe phun xăng điện tử như thế này, đúng không ạ? Vâng, và để hiểu được cái màu dây như thế nào thì anh em nên có sơ đồ mạch điện, đúng không ạ? Đấy, còn những anh em quen rồi thì anh em chỉ cần kéo cái này ra, anh em nhìn màu dây cái là anh em đã đọc ra thuộc lòng lòng rồi. Đấy. Nhưng mình chia sẻ là chia sẻ với một góc độ là những anh em chưa biết. Vậy thì mình phải tuần tự mình tìm hiểu đấy, để anh em mới nắm được nhé. Và mình sẽ làm chậm thôi để anh em theo dõi cho nó chi tiết, đúng không ạ? Vậy thì trước tiên anh em phải có sơ đồ về điện, đúng không ạ? Vậy thì tài liệu ở đâu? Tài liệu thì một là anh em có sách. Đấy. Hai là anh em dùng ngay tài liệu trên máy Motosensat. Vâng, và hôm nay thì mình thao tác cũng lại trên máy Motosensat để anh em biết là gì. Với bộ máy này thì tích hợp được rất nhiều tiện ích cho anh em. Và bây giờ mình sẽ thao tác trên màn hình máy Motosensat
Và bây giờ mình thì chưa kết nối bộ máy với xe đâu nhé, mà đây là mình mới thao tác trên màn hình thôi. Đấy, hoàn toàn là chưa kết nối với xe, nhưng anh em đã tra cứu được tài liệu rồi. Vâng, anh em vào phần tra cứu và tính toán cho mình. Tài liệu kỹ thuật, anh em chọn hãng xe mà mình cần tra cứu, đúng không ạ? Vâng, xe này của Honda thì anh em chọn hãng xe Honda. Và tên xe gì thì anh em bấm vào chữ cái ở dòng dưới này, đúng không ạ? Để cho nó nhanh. Vậy thì xe mình xe lít thì anh em bấm chỉ chữ L. Vâng, thì sẽ có các đời xe lít hiện ra như thế này. Anh em nhìn này, đúng không ạ? Có các đời xe lít. Vậy thì xe của mình là xe đời bao nhiêu thì anh em bấm vào đó nhá. Vâng, của mình là đời 2018, mình bấm vào đây. Anh em cần quan tâm tới mạch điện nào thì anh em bấm vào mạch điện đó, đúng không ạ? Đấy. Và mình đang cần quan tâm đến sơ đồ nguyên lý hệ thống động cơ thì anh em bấm vào đây thì sẽ có mạch điều khiển bơm xăng. Vâng, mà sơ đồ này là do chính thống Honda thiết kế đấy anh em ạ. Đấy. Honda thiết kế. Rất là rõ. Vâng, vậy thì anh em nhìn trên sơ đồ thì anh em thấy là gì? Cũng rất đơn giản thôi, mình sẽ để to ra để anh em nhìn thấy nhé. Vâng, đây chính là cụm bơm xăng. Đấy. Và trong cụm bơm xăng này hiển nhiên là phải có motor bơm xăng rồi. Đấy là điều hiển nhiên rồi, đúng không ạ? Và anh em nhìn này, dây đỏ, đúng không ạ? Dây đỏ này thì nó nằm ở trong bình xăng, trong cụm bơm rồi. Đấy, cho nên anh em phải nhìn thấy cái dây trắng ở cái rắc của bơm xăng này, để dây trắng này. Đấy. Vậy thì dây đen sọc trắng nhá, mình xin lỗi, dây đen sọc trắng này. Đấy, dây đen sọc trắng này như mình đã lên các video trước thì nó cấp nguồn cho rất nhiều các thiết bị điện, đúng không ạ? Vâng, mình vuốt tận xuống dưới để anh em thấy là gì? Nó cấp nguồn cho cái cuối cùng là ở đâu? Đây chính dây đen sọc trắng. Là gì? Nguồn cho cảm biến tốc độ xe VS, đúng không ạ? Nguồn cho máy chẩn đoán lỗi, đây chính là rắc chẩn đoán lỗi. Vâng, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình vuốt sang đây và mình tiếp tục đi lên. Vâng, nguồn cho van từ kiểm soát hơi xăng, đúng không ạ? Rồi, nguồn cho van từ cầm chừng nhanh, đúng không ạ? Rồi, nguồn cho kim phun cũng là dây đen sọc trắng và cũng xuất phát từ đây dây đó ra mà thôi, đúng không ạ? Rồi lên trên này là gì? Nguồn cho mô bin đánh lửa, đúng không ạ? Đen sọc trắng. Rồi, nguồn cho bơm xăng. Tiếp theo dây này còn cấp nguồn cho ESEM chân số 8. Vâng, tiếp theo là anh em thấy cấp nguồn cho dơ le sạc đè, đúng không ạ? Cuộn tư của dơ le sạc đè anh em này. Đấy. Rồi, tiếp theo là gì? Cấp nguồn cho cuộn tư của dơ le chính. Vâng, vậy thì anh em xem sơ đồ có sướng không, đúng không ạ? Vâng, tiếp theo là dây đen sọc trắng này thì là đến tiếp điểm của công tắc khóa điện, đúng không ạ? Ổ khóa điện đấy. Và khi ta bật ổ khóa điện thì dây đen sọc trắng phải hiển nhiên phải nối sang cái dây bên đây là dây đỏ sọc xanh lục rồi, đúng không ạ? Và dây đỏ sọc xanh lục này đi tới một cái cầu chì 10A và từ cầu chì 10A này đi tới cực dương của ắc quy bằng dây màu đỏ. Vâng, vậy thì kết thúc là cực dương ắc quy, đúng không ạ? Vậy thì khi mà anh em kiểm tra mất nguồn tới các thiết bị điện nó cấp đến, đúng không ạ? Dây đen sọc đỏ trắng thì chắc chắn anh em phải tìm lần lượt, đúng không ạ? Tìm lần lượt và cuối cùng anh em sẽ biết được cái điểm nó đứt ở đâu, đúng không ạ? Vâng, bây giờ mình quay trở lại chủ đề chính là bộ bơm xăng. Hôm nay mình tìm hiểu về mạch bơm xăng, đúng không ạ? Vâng, vậy thì mạch bơm xăng ấy đại đa số là khi ta bật khóa điện lên là có điện dương ắc quy nằm ở ngay rắc của bơm xăng rồi. Vậy thì dây mát của bơm xăng, đúng không ạ, là đi vào ESEM. Đấy. Và đi vào ESEM thì gì? Mát này là chờ transistor dập mát cho bơm xăng. Vậy thì anh em thấy là gì? Khi nào thì transistor dập mát cho bơm xăng? Đấy. Đầu tiên anh em bật khóa điện lên thì sẽ có 3 giây là bơm xăng hoạt động. Đấy. Và đèn báo lỗi động cơ cũng sáng 3 giây xong tắt, đúng không ạ? Như thế là bình thường và bơm xăng cũng chạy đúng 3 giây là tắt. Đấy, vậy thì trong đó nhà sản xuất đã lập trình rồi. Đấy, đã lập trình rồi. Đấy, và khi anh em bật khóa điện lên là hiển nhiên chip chủ sẽ điều khiển transistor dập mát 3 giây cho bơm xăng. Đúng không ạ? Dập mát
điều khiển chăn thi to dập mát 3 giây chiều bơm sang để bơm xong hoạt động, xong rồi tắt. Và khi chỉ khi mà anh em khởi động động cơ, đúng không ạ, vô lăng quay đấy, ECM nhận được tín hiệu từ cảm biến CKP thì lúc đó chăn thi to mới dập mát cho bơm xăng liên tục để bơm xăng quay nhé. Vâng, vậy thì lại xảy ra một cái điều mà mình lại nhận được cuộc điện gọi, nói đúng ra không phải một hai lần đâu mà cũng nhiều lần, đã hỏi mình là anh ơi, khi xe chạy ra đăng ti thì bơm xăng nó chạy chậm, và khi xe chạy nhanh thì bơm xăng nó chạy nhanh hả anh? Vâng, anh em hiểu như thế là không đúng và không phải như vậy nhé. Ra đăng ti hay là chế độ xe chạy nhanh thì motor bơm xăng vẫn quay một cái tốc độ như vậy đấy, không thay đổi nhé. Đấy. Và trong bộ bơm xăng thì anh em biết rồi, luôn được duy trì áp suất nhiên liệu ở tầm 3 kg trên 1 cm vuông đấy, và duy trì được áp suất như vậy là chính là hoạt động của van điều áp đấy anh em ạ, hoạt động của van điều áp đấy. Đấy, vậy thì trong cụm bơm xăng nó có van điều áp nhé. Đấy, để anh em nắm được, những anh em chưa nắm được thì anh em cũng nhớ như vậy nhé. Vậy thì lúc nào ở trong đường ống, đúng không ạ, đấy, cũng là đi đường ống đi tới Kim Phu đấy, lúc nào duy trì ở trong đường ống cũng là khoảng tầm 3 kg trên 1 cm vuông, và làm được điều đó thì chính là van điều áp ở trong hoạt động, đúng không ạ. Đấy, vậy thì bây giờ anh em đã biết được sơ đồ mạch bơm xăng rồi ạ, đúng không ạ. Vậy thì đây là chăn thi to trực tiếp dập mát cho bơm xăng. Vâng, còn trường hợp như ví dụ như mà xe lít 110 đầy đầu ấy, cái loại xe đấy thì lại qua tầng đệm công suất đấy, chứ lại không phải là dập mát trực tiếp cho bơm xăng. Đấy, đại đa số thì nguyên lý như thế này, nhưng riêng xe lít đầy đầu nhá, ví dụ một trường hợp khác đấy thì mình cũng ví dụ luôn để anh em nắm được, là chăn xi to lại gì, điều khiển dơ le bơm xăng, đúng không ạ. Vậy thì mình quay ra mình cũng tiện, mình cũng giới thiệu luôn để anh em nắm được nhé. Vâng, chiếc xe lít đời trước 2012. Vâng, hôm nay thì tiện mình cũng làm buổi tối, cũng rất bình tĩnh, mình sẽ cũng chia sẻ rất chi tiết cho những anh em chưa nắm được, đúng không ạ. Vâng, mình sẽ vào phần sơ đồ nguyên lý hệ thống động cơ để anh em cũng biết được là điều khiển bơm xăng với cái dòng xe này thì lại khác một chút, đúng không ạ. Còn đại đa số thì vẫn như cái dòng xe này, xe trước đó thôi, mình ấy thôi, mình chia sẻ với anh em thôi, đúng không ạ. Đấy, vậy thì bây giờ anh em cần sơ đồ mạch điện ra thì anh em vào phần mạch định thấy nhé. Với sơ đồ mạch điện này thì bên công ty DT ô tô cũng thiết kế bản quyền riêng rất nhiều, thiết kế bởi DT ô tô, đúng không ạ. Và anh em cần mạch điện nào thì anh em xem. Vậy thì bây giờ mình quan tâm là gì, sơ đồ nguyên lý hệ thống động cơ, đúng không ạ, anh em bấm vào đây cho mình. Vâng, vậy thì với đời xe này là mạch điện hơi phức tạp đấy anh em ạ, anh em không có sơ đồ thì tìm cũng rất là khó đấy, rất là lắt léo, bởi nó đi qua lắt léo bốn con dưa le rất là nhỏ trên đầu xe đấy, hai con bên trái và hai con bên phải nhé. Đấy. Vâng, vậy thì anh em nhìn này, mình đang quan tâm tới mạch bơm xăng, đúng không ạ. Hôm nay mình chủ đề là mạch bơm xăng thì mình chỉ tìm hiểu về mạch bơm xăng thôi. Vâng, anh em nhìn không ạ. Đấy, vậy thì anh em thấy gì, bơm xăng là được gì, dơ le bơm xăng điều khiển, đúng không ạ. Vâng, dơ le là một thiết bị điều khiển trung gian mà. Vâng, vậy thì đây là bơm xăng này là hoạt động qua một tầng đệm công suất, đó chính là dơ le đấy, và làm như thế này thì rất là bền anh em ạ. Đấy, nhưng mà nó tốn kém cho nhà sản xuất thôi. Thế còn điều khiển như này thì cái chân này này, cái chân ECM điều khiển bơm xăng này, chân số 7 này, đấy là chỉ điều khiển cái dơ le thôi. Mà điều khiển dơ le thì anh em biết là cái cuộn từ này thì cái ampere nó rất là nhỏ, đúng không ạ, dòng rất là nhỏ đấy, cho nên là cái chân điều khiển bơm xăng này rất là bền đấy, chăn xi to chỉ chịu cái dòng rất là nhỏ thôi. Đấy, còn cái tải lớn thì nó là qua má vít rồi, đúng không ạ. Anh em nhìn cái dây đeo thọc trắng nhé, đấy, dây đeo thọc trắng này vừa cấp nguồn cho cuộn từ của dây le bơm xăng, đúng không ạ. Đấy, và cuộn từ dây le bơm xăng để đi vào ECM để chờ chăn xi to dập mát chân số 7. Đấy, còn dây đeo thọc trắng này lại đi vào tiếp điểm dây le của dây le bơm xăng, và khi mà chăn xi to dập mát cho cuộn từ sẽ hút tiếp điểm và đóng và gì, dẫn điện tới dây nâu, đúng không ạ, và cấp nguồn cho bơm xăng thì dập mát sẵn rồi. Vâng, đây là một trường hợp gọi là điều khiển bơm xăng qua một tầng đệm công suất và tầng trung gian, đó là dơ le. Và điều khiển như thế này thì có thể nói nhà sản xuất bị tốn kém hơn, đúng không ạ, nhưng ngược lại thì rất là bền, đúng không ạ, bền cái chân này đấy, chân thì to rất bền đấy.
Vâng, vậy thì mình cũng nói qua như vậy để anh em nắm được nhé. Còn đây là cái đời lý đời đầu thôi. Đấy, còn điển hình thì vẫn là như là đời 17, 18 đúng không ạ? Đấy là nhiều và phổ thông. Đây là rất là nhiều. Đấy, thì anh em cũng nắm được là mình cũng nói qua như vậy để cho anh em nắm được nhé. Vâng, vậy thì đây thì chả qua tầng đệm công suất nào cả đúng không ạ? Trực tiếp ECM điều khiển bơm xăng luôn bằng cách là gì? Chip chủ trong ECM điều khiển transistor dập mát cho bơm xăng. Vâng, vậy thì mình cũng trình bày như thế là cũng chi tiết rồi đúng không ạ? Vâng, vậy thì bây giờ mình sẽ quan tâm là gì? Khi bật khóa điện lên, dây đen sọc trắng phải có nguồn điện dương ắc quy 12V nằm ở tại ngay rắc của bơm xăng đúng không ạ? Và dây nâu sọc vàng là đi vào ECM là không được đứt. Đấy, đúng không ạ? Còn anh em nhìn cái dây đen này và dây đỏ này, thực chất nó nằm ở trong cái bơm xăng, anh em không nhìn thấy đâu. Anh em phải tháo ra anh em mới nhìn thấy được, đúng không ạ? Dây nó nhỏ bé tẹo thôi. Vâng, và bây giờ mình sẽ quay ra mình thực tế ở trên xe nhé. Mình bật điện để cho sáng một chút. Vâng, mình đi sang bên đây. Vậy thì bây giờ màu dây thì anh em biết rồi đúng không ạ? Nguyên lý thì mình cũng đã nói với anh em cũng nắm được rồi đấy. Vậy thì bây giờ mình rút thôi nhé. Vâng, vậy thì anh em thấy là gì? Dây đen sọc trắng này đúng không ạ? Dây đen sọc trắng anh em nhìn thấy chưa? Rồi mình đi lấy cái bóng đèn này nhé. Bóng đèn của mình đây rồi, mình sẽ kẹp mát vào đây. Vâng, trên sơ đồ thì anh em nắm được rồi đúng không ạ? Dây đen sọc trắng, điện dương ắc quy anh em bật khóa điện nên phải có đúng không ạ? Và dây gì, dây nâu sọc vàng là phải đi vào ECM đúng không ạ? Không được đứt, là dây không được mục. Và anh em nhìn ở trên thì có đúng màu dây như vậy không ạ? Đây mình tuốt xuống để anh em nhìn thấy ạ. Rồi mình cho gần vào để anh em nhìn thấy nhá. Vâng, anh em đã nhìn rõ chưa? Dây đen sọc trắng, dương ắc quy đúng không ạ? Dây nâu sọc vàng là mát từ bơm xăng đi vào ECM để chờ chip chủ điều khiển transistor dập mát cho bơm xăng. Còn hai dây bên đây là dây của cảm biến báo xăng đúng không ạ? Vậy thì anh em giờ đã rõ chưa ạ? Đúng không ạ? Và rồi xe này dùng biến trở báo xăng loại 2 dây đúng không ạ? Còn mình nói lại một lần nữa, nếu anh em muốn tham khảo về luật biến trở báo xăng loại 2 dây hoạt động như thế nào và loại 3 dây hoạt động như thế nào, đấy, ưu điểm của loại 2 dây và loại 3 dây đúng không ạ, thì anh em có thể tham khảo lại video trước đây mình làm nhá, rất lâu rồi, cách đây hơn 2 năm rồi anh em ạ. Đấy. Vâng, bây giờ mình sẽ đo nhé. Mình sẽ đo. Mình sẽ bật khóa điện đây này. Vâng, khi ta bật ổ khóa điện thì hiển nhiên anh em phải nhìn thấy gì? Điện dương ắc quy nó đã nằm ở đây rồi. Đúng không ạ? Đấy là điều chính xác. Bởi vì đã là kết hợp sơ đồ mạch điện thì không thể sai được. Chẳng qua là gì? Ra xe để kiểm tra kiểm chứng lại xem là có đúng hay không thôi, chứ còn anh em trên sơ đồ nó thế nào thì hiển nhiên trên xe nó phải như thế rồi, không thể sai được chắc chắn rồi. Ừ. Trừ trường hợp là vẽ sơ đồ sai thôi, chứ còn đã là chuẩn rồi thì nó là cứ chính xác, và đây là mình chỉ ra kiểm chứng ở trên xe thôi. Vâng, vậy thì có đúng dây đen sọc trắng khi ta bật khóa điện có điện dương ắc quy không ạ? Vâng, và anh em nhớ nhá, mình lại nhắc lại, khi anh em mà kiểm tra điện nguồn đấy, những cái tải lớn, bơm xăng cũng là một tải lớn đấy, đấy rồi nguồn cho ECM, SCU vân vân nhá, thì anh em nên dùng bóng đèn đúng không ạ? Dùng bóng đèn công suất một chút đấy, chứ anh em dùng đồng hồ đấy, nhiều khi ấy dây bị mục, anh em đo đồng hồ điện tử rất là nhạy đấy, thì nhiều khi anh em vẫn đo được 12V đấy, nhưng khi có tải vào thì lại mất đấy, cho anh em lưu ý nhá. Đấy. Vâng, dương ắc quy 12V đã có, vậy thì chỉ còn gì, transistor dập mát cho bơm xăng thôi đúng không ạ? Vậy thì khi bơm xăng không hoạt động,
Một là có thể bơm xăng chết, hỏng, đúng không ạ? Tiếp xúc kém, vân vân. Hai là có thể gì, mất nguồn dương các quy, thì nguồn dương các quy anh em thử được rồi, đúng không ạ? Ba là có thể là gì, dây mát này này bị đứt, mát vào ECM bị đứt, đúng không ạ? Vậy thì mát vào ECM bị đứt thì anh em phải kiểm tra cho mình dây này đi vào chân ECM thôi, đúng không ạ? Và cách tra cứu chân ECM thì mình đã lên rồi, đúng không ạ? Rất là đơn giản thôi, chân số bao nhiêu thì anh em lại tra như vậy cho mình, đúng không ạ? Vậy thì đây nó là chân gì, chân A2, đúng không ạ? Chân A2 đấy. Vậy thì chân A2 thì đơn giản rồi, màu dây gì thì anh em cũng biết rồi, đúng không ạ? Vậy thì anh em muốn tra chân thì cũng rất đơn giản thôi nhé. Mình đã giới thiệu với anh em hai video rồi. Vâng, bây giờ mình sẽ qua lại anh em vào phần tra cứu cho mình nhé. Đấy, thì anh em thấy ngay đây, tra cứu đây, anh em bấm vào đây cho mình, đúng không ạ? Anh em vào Honda cho mình, rồi vào xe lít cho mình, 17-18 cho mình. Vâng, tra cứu chân ECM, anh em chả cần sách vở gì cả, tất cả đã có trong bộ máy hết rồi, chẳng qua là cách khai thác của anh em thôi. Vâng, đây là chân A2, đúng không ạ? Chân điều khiển bơm nhiên liệu, anh em này, từ viết tắt này, F này, gạch này, P, U, M, P. Rõ chứ không ạ? Chân số 2, dây dẫn điện màu nâu sọc màu vàng. Quá rõ rồi còn gì nữa. Đấy là phương pháp anh em tra chân nó nhanh như vậy nhé. Chứ không phải anh em cứ bấm từ 1 đến 11, rồi lại từ 12 đến 22, từ 23 đến 233. Xong anh em bấm và anh em đi tìm cái chân như thế nhé. Thì không thể được đâu. Bởi vì anh em bấm như thế thì phần mềm đến một lúc nào đó bị khóa lại vì nhà sản xuất đã lập trình rồi, đúng không ạ? Như thế như kiểu là anh em sao chép tài liệu đấy, cho nên là anh em là phải đợi mãi thì phần mềm mới mở ra đấy, cho nên là đấy, anh em cũng phải biết cách tra cứu chân làm sao cho nó nhanh nhé. Thì anh em cứ bấm từng chân một, chân mật mã như này, anh em tìm cái chân bơm nhiên liệu thì nó rất là lâu, đúng không ạ? Đấy, thì anh em phải tra trên sơ đồ nguyên lý hệ động cơ đấy, và anh em sẽ tìm được rất nhanh. Vâng, vậy thì đây mình cũng là hướng dẫn anh em cách tra cứu chân ECM luôn. Vâng, vậy thì cụ thể xe này là chân số gì, chân số 2, đúng không ạ? Chân số 2, chân A2, rắc A nhé. Đấy, với trên xe thì có rắc A, rắc B, rắc C mà, đúng không ạ? Vâng, mình là quay trở lại tài liệu này, lại tài liệu, đúng không ạ? Đấy, máy táp là nó thích để như vậy, thích tra cứu là có ngay, đúng không ạ? Đấy. Vâng, lại quan tâm đến sơ đồ nguyên lý hệ thống động cơ. Vâng, vậy thì mình cũng nói qua để những anh em chưa nắm được này, tại sao mà lại là A2 đấy, rồi là có những chân là B1, B2, chân C. Thì trên sơ đồ ấy thì anh em thấy là gì, các rắc ECM thì anh em nhìn này, đấy có rắc A là 33 chân này, đúng không ạ? Đánh số thứ tự từ A1 đến A11 này, đấy anh em nhìn này, đấy đây là rắc A nhé. Còn rắc B này, đây là rắc B này, đấy mình đã chỉ anh em đây này, đây này, trên 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 đây, để mình để đây nhé. Đây rắc A đây anh em này, đấy rắc A này, 33 chân này, trên ECM này, đúng không ạ? Xe này có ba rắc thì nó sẽ là ABC, đúng không ạ? Đấy, rắc A này, đấy 33 chân này, anh em nhìn thấy đúng không ạ? Đấy thì nó chính là cái rắc đây, vừa rồi anh em thấy đấy, đúng không ạ? Đấy, rất là rõ rồi. Rắc B này, 5 chân này, đúng không ạ? Đây rắc B đây anh em này, đây này, đây này, 5 chân này, đây này, giống như này. Và rắc C là có 3 chân này, đúng không ạ? Đấy, rắc C này, C1, C2, C3. Đấy, đây mình cho anh em soi xem luôn trên sơ đồ nguyên lý hệ thống điều khiển động cơ của xe SH luôn. Đây anh em này, đấy anh em nhìn chưa? Đấy thì đây anh em nhìn nhé, xe này thì còn có rắc D nữa cơ. Đấy này, rắc A này, rắc B này, đúng không ạ? Rắc C này, đấy, và rắc D là ba chân đây, đúng không ạ? Rắc C có 5 chân đây, đúng không ạ? Vậy thì rắc B, rắc C ở đâu? Đấy, vậy thì xe này có hai cái rắc AB là những cái chân nhỏ này, đúng không ạ? Liên quan đến hệ thống phun xăng điện tử đây, chạy dây nhỏ đấy, dây nhỏ đấy. Thế còn rắc C1, C2, C3, C4, C5 thì ở đâu? Đúng không ạ? Thì anh em nhìn này, để C3 đây, C3 đây, đấy, C3
C3 mát này của đèn pha này, đúng không ạ? Đấy, C2 này, đấy, mát này, mát của đèn pha này, đúng không ạ? Vậy thì đèn pha của CSH này này là gì? Được trần chỉ to dập mát chứ không phải là mát sẵn ở ngoài đâu. Đấy, anh em nhìn cái biết ngay, đúng không ạ? Vâng, còn cái đây là ví dụ như là cái chân D1, D2, D3 này. Thì anh em nhìn ở trên sơ đồ này em thấy ngay này, chân D1 này, D2 này, D3 này, đúng không ạ? Thì nó là ba cái dây ba pha này, đúng không ạ? Và mình lưu ý nhé, với những cái dòng xe đề ACG này, thì có nghĩa là đề và máy phát điện kết hợp ấy, thì sơ đồ nguyên lý hệ động cơ đấy cũng giúp ích cho ta rất là nhiều ở cái chỗ là cần phải đúng màu dây, đúng không ạ? Ví dụ dây đỏ sọc vàng, anh em phải nhìn đúng vào chân D1 phá U. Đấy. Dây đỏ sọc trắng phải đi vào đúng chân D2 phá V. Đấy. Và dây đỏ sọc xanh dương, đấy, vào chân D3 phá V kép. Đấy. Nếu như các dây này bị lẫn lộn nhau thì đề sẽ bị không quay, đúng không ạ? Nhích thôi, bởi vì được lập trình ở trong ECU rồi. Đấy, điện xuống từng cặp một, đúng không ạ? Từng cặp một, đấy, chéo nhau. Đấy. Và khi mà anh em đã chéo chân như này, đấy, hoặc vì một lý do nào đó, trong trường hợp mình đã gặp là có những cái nhiều khi là nhiều anh em thợ thì nhiều khi là còn chéo chân ra để anh em khác khó bắt bệnh cơ. Đấy, nhiều khi là như thế. Đấy, thì anh em phải tra như này nhé, để mà anh em xác định được chính xác là màu dây nào vào cái chân nào, đúng không ạ? Và đây chân D1, D2, D3 thì anh em căn cứ vào sơ đồ đây, D1, D2, D3 và anh em cứ đúng màu dây thì anh em cho vào cho mình thì không bao giờ bị nhầm được, kể cả là mình có bị đánh bàn thì nữa cũng chả làm được cái gì cả. Đấy là anh em phải nắm vững kiến thức và nắm vững cách tra sơ đồ mạch điện nhé. Đấy, mình đã từng sửa xe cho khách hàng còn bị có những cái trường hợp còn bị cháo cả chân bơm xăng đi, cho bơm xăng quay ngược cơ. Đấy, rồi là cháo những cái trường hợp ví dụ cháo cả những cái cảm biến dây, cảm biến báo xăng này đi sang chân của bơm xăng này lung tung cả, nhưng mình cứ tra sơ đồ là ra hết, không chạy đâu được nhá. Vâng, đấy là một trong những cái mà có thể nói trong thực tế mình đã gặp rồi. Đấy, và đấy tại sao là cũng giải thích cho anh em, nhiều anh em cứ hỏi tại chân A, chân B, chân C như vậy, đúng không ạ? Đấy, vâng. Vậy thì mình cũng phải làm rất là chi tiết, giải thích tất cả các trường hợp mà mình đã gặp trong thực tế, cũng như là anh em hỏi thì mình nhớ ra thì mình sẽ làm nhé. Vâng, vậy thì bây giờ mình đã gì? Đã biết được cách kiểm tra rồi ạ, đúng không ạ? Điện dương ắc quy này, dây mát này, đúng không ạ? Đấy, và nếu như mà anh em muốn nhanh ấy, đúng không ạ? Anh em muốn nhanh, anh em kiểm tra xem là có bật điện lên, đấy, bơm xăng không chạy, đúng không ạ? Mà anh em không biết là có nguồn ở đây chưa, đấy, có mát mà chân xe to dập mát cho bơm xăng chưa, anh em thử cho mình luôn cái bóng đèn nhá. Mình ra mình lấy bóng đèn luôn này. Vâng, mình lấy một cái bóng đèn là xin nhan của Rimway rồi, đúng không ạ? Anh em xác định được hai chân của bơm xăng rồi, đúng không ạ? Nguồn mát cắm vào đây. Vậy thì thử mạch bơm xăng nó đơn giản lắm. Đấy, anh em hãy cắm vào đây, xong anh em bật khóa điện này. Đấy, mình bật khóa điện đây, sáng 3 giây tắt này, đúng không ạ? Mình tắt khóa điện đây này. Tắt khóa điện nhá. Bây giờ mình bật khóa điện đây này. Vâng, anh em thấy 3 giây là bóng đèn sáng chưa ạ? Đấy, xong là tắt nhá. Tắt khóa điện này. Vâng, sáng luôn, đúng không ạ? Đấy, sáng luôn. Vậy thì mình cũng kết luận là gì? Nguồn cho bơm xăng có. Vậy mà anh em bật khóa điện lên mà lại chả thấy bơm o gì cả thì anh em nghĩ ngay đến chắc là bơm hỏng mất rồi, đúng không ạ? Chắc bơm hỏng mất rồi. Đấy, hoặc là rắc tiếp xúc lỏng kém. Đấy, cho nên là thử cái này cũng đơn giản lắm, đúng không ạ? Anh em thấy rất đơn giản. Vâng, vậy thì mình bỏ ra nhá. Bỏ bóng ra rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ gì? Cắm bơm xăng vào đây. Tắt khóa điện đi ra. Vậy thì bật khóa điện lên là chắc chắn anh em đã thấy có điện rồi. Và không có thì anh em phải đo cho mình, đúng không ạ? Phương pháp đo thì rất đơn giản. Đấy. Kiểm tra điện dương ắc quy. Tại rắc đã có rồi. Anh em kiểm tra dây âm từ đây vào chân của ECM, đúng không ạ? Cách tra cứu mình đã hướng dẫn anh em tra cứu rất là rõ rồi.
rất là dễ rồi, không còn gì để nói nữa, đúng không ạ? Vâng, và anh em còn một cách kiểm tra được xem là transistor bên trong ECM có còn sống hay không, cũng biết được. Đấy, thế mới là hay. Vâng, và kiểm tra bằng cách nào? Thì đây, mình lại hướng dẫn luôn anh em biết cách kiểm tra. Nhưng với trường hợp này thì anh em phải có máy thì anh em kiểm tra thì dễ, đúng không ạ? Thì anh em có thể khẳng định được luôn là ECM còn sống hay là đã bị chết cái mạch điều khiển bơm xăng ở trong ECM nhé. Vâng, đầu tiên thì anh em phải kết nối máy chẩn đoán lỗi rồi đã. Mình sẽ kết nối máy MOSFET à, để mình chứng minh cho anh em biết là với máy MOSFET còn biết được cả transistor bên trong ECM còn tốt hay không. Vâng, mình kết nối với xe. Và mình cũng thông tin luôn là bây giờ là anh em dùng máy MOSFET mới là bây giờ có các sợi cáp đa năng như thế này rồi nhé. Đấy. Còn trước đây mà anh em chưa có cáp đa năng mà anh em có nhu cầu thì mình sẽ gửi cho nhé. Mỗi một sợi cáp đa năng như này là có giá 500.000 một sợi anh em ạ. Anh em cắm trực tiếp vào luôn mà anh em không cần phải nhớ thuộc như trước nữa, đúng không ạ? Rất là tiện lợi, nhanh chóng. Đấy, sợi cáp đa năng này tiện lắm. Vừa rồi mình cũng gửi đi rất nhiều cho anh em này. Đấy, đặc biệt là những cái rác đời mới này, anh em cắm trên kim này. Đấy, mà anh em dùng những rác cũ anh em cắm thì rất là khó, đúng không ạ? Vậy thì những cái rác đa năng anh em cắm là ăn ngay nhé. Đấy. Vâng, bây giờ mình sẽ quay trở lại với màn hình máy MOSFET để anh em thấy được là mình sẽ chứng minh được là mình sẽ biết được luôn cả transistor bên trong ECM còn tốt hay không. Đấy, mà không cần phải nghi ngờ gì nữa, mình khẳng định có tốt hay không. Đấy, anh em thấy lợi hại của máy MOSFET là gì? Với sơ đồ mạch điện kèm theo rất dễ làm, rất dễ tra cứu. Đấy, chẳng qua là anh em có biết cách hay khai thác hay không. Vâng, mình làm video này thì mục đích là để anh em có máy MOSFET cũng như là anh em chưa có, anh em biết cách khai thác máy sau này, cũng như là hiện tại anh em có rồi thì anh em khai thác được luôn, đúng không ạ? Đấy. Rồi, mình quay trở ra. Bây giờ để mình biết được, anh em bấm ngay vào trang chủ này, cái là ngôi nhà này là về ngay trang chủ luôn nhá. Để biết được là transistor bên trong ECM điều khiển bơm xăng có tốt hay không? Vâng, thì bây giờ mình cần phải kết nối với hệ thống động cơ. Vâng, mình đánh thức ổ khóa và mình bật khóa điện đã. Đúng không ạ? Xe này nhá, mình đang rút buji ra. Mình đang rút buji ra để xe không nổ máy. Đây, mình cũng rút buji ra rồi. Đây. Đây, cho xe không thể nổ máy được. Đấy, buji đây, mình rút ra. Đúng không ạ? Mình để ngoài này thôi. Rồi mình quay trở lại màn hình máy MOSFET. Rồi, đã kết nối với hệ thống động cơ thành công rồi nha mình. Đây, kết nối thành công. Kết nối với hệ thống OBD trên xe nhé. Anh em vào đây cho mình. Vâng, anh em vào xe Honda. Tìm xe tự động luôn. Vâng, và kiểu kết nối của mình là kiểu một, mình cũng đã cắm ngoằng cái xong rồi. Rắc sẵn rồi anh em ạ. Dễ lắm, nhanh lắm. Rồi, máy MOSFET cũng tự động tìm ra chiếc xe này là chiếc xe Lead 125 đời từ 2018 đến 2019. Vâng, bây giờ mình sẽ kết nối với hệ thống động cơ, đúng không ạ? Vậy thì anh em làm cái chức năng gì thì anh em vào chức năng đấy. Ví dụ anh em làm đến hệ thống khóa thông minh thì anh em vào đây, đúng không ạ? Rồi chỉnh chuẩn đồng hồ công tơ mét điện tử thì anh em vào đây. Đấy. Rồi, kết nối với hệ thống động cơ. Và bây giờ anh em muốn kiểm tra xem là transistor bên trong ECM điều khiển mạch kim mạch mạch bơm xăng có còn tốt hay không, thì anh em vào thông số hiện hành cho mình. Đấy. Ngoài những cái phương pháp đo kiểm thủ công bên ngoài thì anh em nhìn trên máy em cũng biết. Vậy thì bây giờ rất nhiều các thông tin được đưa lên trên màn hình máy MOSFET, đúng không ạ? Vâng, nhưng bây giờ mình quan tâm tới là cái gì đây? Mình quan tâm tới cái gì đây anh em nhỉ? Vâng, anh em nhìn đây này. Một tín hiệu cực kỳ quan trọng mà anh em chỉ cần nhìn vào đây thôi anh em cũng khẳng định là transistor điều khiển bơm xăng, bơm nhiên liệu bên trong ECM còn tốt hay không. Motor bơm, biểu tượng chữ M đang off, trạng thái tín hiệu ra từ ECM điều khiển bơm nhiên liệu. Vâng, bây giờ nhé, anh em đề cho xe khởi động. Đấy. Và anh em sẽ nhìn thấy trạng thái on, chứng tỏ gì? Chip chủ ở trong ECM đã điều khiển transistor dập mắt cho bơm nhiên liệu.
mà bơm nhiên liệu không quay thì anh em phải kiểm tra rồi, đúng không ạ? Ví dụ dây mát từ bơm nhiên liệu vào ECM bị đứt đấy, cái dây dây nâu vừa rồi mà anh em nhìn thấy đấy, dây nâu sọc vàng đấy, đúng không ạ? Nó là dây nâu sọc vàng đấy, đấy bị đứt đấy. Còn nguồn thì anh em kiểm tra dễ rồi, anh em chỉ cần một cái bóng đèn như vừa rồi mình kiểm tra, đúng không ạ? Đấy là cách anh kiểm tra nhé. Vậy thì bây giờ mình sẽ nhìn trạng thái tín hiệu ra từ ECM điều khiển bơm nhiên liệu. Anh em nhìn nhé, mình đề thì sẽ là on, chứng tỏ ra gì? Transistor tốt. Vâng, mình khởi động này. Anh em nhìn thấy on chưa? Mình nhả tay này. Vâng, transistor cũng off luôn, không nhận được tín hiệu từ cảm biến CKP thì chắc chắn là ECM sẽ lại không điều khiển bơm nhiên liệu nữa rồi. Điều đó là điều hiển nhiên rồi, đúng không ạ? Vâng, vậy thì khi mà ta khởi động động cơ, đúng không ạ? ECM nhận được tín hiệu từ cảm biến CKP thì lập tức ECM cũng gì? Chip chủ trong ECM cũng điều khiển transistor dập mát cho bơm nhiên liệu luôn. Vâng, mình làm thử lại một lần nữa nhá. Mình đề đây này, anh em nhìn trạng thái này sẽ là on luôn, đúng không ạ? Vâng, vậy thì như thế này thì ta có một cái kết luận là gì? ECM tốt, đúng không ạ? ECM tốt, transistor tốt rồi, dập mát rồi đấy, và bơm không chạy thì chắc chắn là anh em phải kiểm tra như vừa rồi mình nói, đúng không ạ? Vâng, vậy thì video này mình đã chia sẻ rất chi tiết cách kiểm tra mạch bơm xăng, cũng như là cách tra cứu sơ đồ mạch điện, và cũng giải thích tại sao lại có chân A, chân B, chân C, chân D, vân vân ở trên bằng sơ đồ thực tế luôn, để anh em có một cái nhìn có thể nói là chi tiết rõ ràng, và anh em không bị, có thể nói là trong quá trình làm anh em cũng không bị lúng túng, đúng không ạ? Đấy. Và những video trên kênh của mình, kênh YouTube và trên cả Facebook nữa, thì mình cũng luôn là làm những video hướng tới những anh em là chưa có điều kiện được đi học, chưa được đào tạo, và những anh em muốn học nghề, đang học nghề, hoặc anh em làm nghề rồi nhưng anh em còn yếu về hệ thống điện xe phun xăng điện tử. Những xe phun xăng thế hệ mới ngày nay có thể nói mạch điện rất là phức tạp, đúng không ạ? Nếu anh em không có một cái kiến thức nền tốt thì cũng rất là khó. Vâng, vậy thì anh em theo dõi kênh của mình thì chắc chắn là mình sẽ cung cấp cho anh em những cái kiến thức rất cơ bản và cũng là rất thiết thực để anh em áp dụng vào cái công việc sửa chữa xe hàng ngày của anh em, đúng không ạ? Mong muốn làm sao là anh em hiểu được và anh em phát triển nghề nghiệp tốt, đúng không ạ? Anh em cứ làm ăn tốt là mình cũng rất là mừng. Rất nhiều anh em cũng gọi điện tâm sự tới mình là cũng nhờ kênh của mình mà anh em cũng có thể nói là cũng biết được rất nhiều điều, cũng vỡ vạc ra từ những cái ngày đầu tiên anh em không biết gì về hệ thống cảm biến cũng như là hệ thống mạch đường dây vân vân, nhưng mà xem các video của mình thì anh em cũng đã dần nắm được, chắc được, và có những anh em cũng nhờ video của mình đã sửa những rất nhiều bản bệnh thành công. Vâng, đấy cũng là một cái niềm vui của mình dành cho mình, đúng không ạ? Vậy thì mình cũng xin chân thành cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh của mình đấy, cũng như là các sản phẩm từ nhà phân phối của mình. Vâng, vậy thì về cuối video thì cũng như các video khác thì anh em quan tâm tới sản phẩm nào từ nhà phân phối của mình thì anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình nhé. Và bây giờ thì mình cũng là nhà phân phối rồi đấy, thì anh em nào mà có nhu cầu hợp tác với mình để cung cấp máy Motosecantap ra thị trường thì anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình sẽ thông tin cụ thể cho anh em nhé. Thế ngoài ra thì các dòng máy Motosecantap thì quá hiện đại rồi, anh em đều biết rồi đấy, thì mình còn cung cấp các bộ ghi mạch điện này. Đây các bộ ghi mạch điện mà không cần hàn dây đây anh em, đấy rất là khoa học đấy. Nếu như mà anh em làm chuyên nghiệp thì anh em nên mua bộ ghi mạch điện như thế này đấy, thì anh em không cần phải hàn dây, mạch điện vẫn còn nguyên bản, không bị hàn giết gì can thiệp, rất là tốt, rất là đẹp, đúng không ạ? Vâng, và mình cũng cung cấp các bộ đồng hồ đo áp suất nhiên liệu, áp suất bùng đốt, một bộ đồng hồ 2-in-1 của công ty DT Auto thiết kế. Vâng, riêng bộ đồng hồ này thì công ty nhập khẩu phần đồng hồ của Hàn Quốc, mà nói chung là cái bộ đồng hồ này thì mình cũng đã nói với anh em cũng nhiều lần rồi, đúng không ạ? Giá trị nhất thì nó vẫn là cái phần đồng hồ, đúng không ạ? Đồng hồ là cái quan trọng nhất rồi đấy. Đấy thì trong bộ đồng hồ đo áp suất nhiên liệu và áp suất bùng đốt, một bộ đồng hồ 2-in-1 thì tất cả các đầu nối là bằng đồng hết rồi,
Đấy, các đường ống là bằng cao su chịu nhiệt cũng như là chịu xăng dầu. Đấy, bằng đồng hết anh em ạ. Trong đó thì có quyển sách hướng dẫn sử dụng luôn, hướng dẫn sử dụng nhanh luôn. Đấy, anh em cứ theo sách anh em hướng dẫn nhé. Rồi có các thông tin rất là nhiều. Đấy, có rất nhiều thông tin. Đấy. Rồi các tỷ số nén của các xe. Đúng không ạ? Vâng, và rồi cuối cùng thì cũng quay lại là cái phần giá trị nhất chính là phần đồng hồ. Vâng, một chiếc đồng hồ công ty nhập khẩu từ Hàn Quốc anh em ạ. Đấy, chất lượng đồng hồ rất là tốt. Đây, anh em thấy là tên tuổi đồng hồ rất là rõ ràng đúng không ạ? Anh em chỉ cần nhìn đồng hồ anh em biết là cái độ khôn của đồng hồ thì cũng nói lên cái chất lượng của đồng hồ rồi đúng không ạ? Vâng, đây là tem của nhà sản xuất đồng hồ. Đây là tem của công ty DT ô tô, tem bảo hành của công ty. Đấy. Có ngày tháng sản năm sản xuất luôn, đúng không ạ? Đấy, chiếc đồng hồ này rất là tuyệt vời anh em ạ. Một chiếc đồng hồ 2 trong 1, anh em chỉ cần sắm một chiếc đồng hồ mà anh em dùng được hai chức năng, cho thông tin chính xác và bền bỉ trong nhiều năm, đúng không ạ? Vâng, vậy thì ngoài ra ấy, thì còn các bộ cáp, đúng không ạ? Các bộ cáp kiểm tra eSEM của dòng xe đẻ ACG. Ví dụ như là cái bộ cáp này công ty mới ra này có 9 cáp. Đúng không ạ? Bộ cáp này là 4.800.000 đồng. Ngoài ra còn có hơn chục cáp kiểm tra eSEM nhỏ và eSEM của SHI nhé. Rồi cáp kiểm tra SU dòng 3 nút nhé. Hiện tại là SU dòng 3 nút bấm đấy. FOB dòng 3 nút bấm đấy nhé. Đấy thì bộ cáp này là 4.800.000 anh em này. Đấy. Có 9 cáp ở trong này. Đấy, để kiểm tra trực tiếp eSEM của dòng xe đẻ ACG của Honda luôn nhé anh em nhé. Đấy. Rồi, còn bộ đồng hồ này thì cũng rất quen thuộc với anh em. Vâng, một thương hiệu Kyojitsu đến từ Nhật Bản, và chiếc đồng hồ này thì một là chiếc đồng hồ đo điện, thì có thể nói là chiếc đồng hồ đo điện này thì nó thiết kế, nhà sản xuất thiết kế rất đơn giản quá anh em ạ. Đấy, rất là dễ sử dụng, mình thấy là sử dụng rất là tuyệt vời, bởi vì sao, mình cũng là một khách hàng sử dụng đồng hồ này nhiều năm rồi. Đấy, anh em thấy là trên đồng hồ thì thông tin thì rất là rõ ràng đúng không ạ? Tên nhà sản xuất này Kyojitsu này. Đấy, thương hiệu đến từ Nhật Bản này đúng không ạ? Rồi là anh em thấy là trên các thang này thì anh em thấy rất đơn giản đúng không ạ? Ví dụ như là thang đo điện là xoay chiều này, các giải điện áp tự động rồi, anh em không cần phải chọn giải điện áp nữa đúng không ạ? Anh em không phải chọn, cũng như là thang đo điện một chiều này. Đấy, các giải điện áp cũng tự động, anh em không cần phải chọn giải điện áp nữa đúng không ạ? Rồi đây là cái thang này là có 3 chức năng, đo điện trở này, đo ôm này, đấy, rồi đo diode này, đấy, rồi đo thông mạch. Đấy, anh em chuyển bằng cái nút vàng này nhé. Đấy, sẽ có biểu tượng hiện lên trên. Đấy, rồi là đo điện dung của tụ điện này đúng không ạ? Đo tần số này, rồi microampere, miliampere và ampere, anh em đo cường độ dòng điện và dòng dò thì ở hai cái thang này chủ chốt, chủ chốt thế thôi. Đấy, rất dễ đúng không ạ? Và đây là ọp rồi đúng không ạ? Và vặn sang bên đây cũng là ọp. Vậy thì đồng hồ dùng rất là đơn giản, chả có cái gì là khó khăn cả. Đấy, âm thì dây đen thì cắm vào giữa này, còn đây là dây dương, đấy, lúc anh em đo ôm rồi đo vôn đúng không ạ? Còn bên đây là đo ampere, cường độ dòng điện, dòng dò. Đấy, dễ lắm. Vậy thì chiếc đồng hồ thiết kế rất đơn giản nhưng mà thông tin thì rất là chính xác và rất là bền bỉ. Vâng, rất là tuyệt vời. Những bộ dụng cụ mình cung cấp cho anh em thì có thể nói là cơ bản là phải chất lượng, chứ mình cũng không bán những cái dòng rẻ tiền vài hôm mà nó hỏng rồi cũng mang tiếng rồi, mình cũng không làm cái việc đấy nhé. Đấy. Thì với những dòng máy mương táp thì quá hiện đại rồi, còn những anh em đấy mà dùng ít, anh em không cần những cái chức năng nâng cao, đấy, công việc vừa đủ thôi. Đấy, thì anh em có thể dùng máy Motoken CE phiên bản tiết kiệm chi phí. Vâng, với phiên bản này thì chỉ có 8.300.000 đồng, có dây cáp đa năng ở nằm trong rồi, có một sợi cáp đa năng nhé. Với phiên bản này thì cũng rất là nhiều chức năng, để anh em có thể chụp màn hình vào, thì anh em chỉ cần chụp màn hình vào anh em đọc thì anh em cũng biết là cái máy này đã làm được những cái việc gì rồi đúng không ạ? Vậy thì đây là bộ máy tiết kiệm chi phí hướng tới như anh em mà tài chính vừa đủ đúng không ạ, công việc cũng vừa đủ thôi, không cần những cái chức năng cao thì anh em dùng máy này. Còn anh em mà tiến tới những cái dòng máy mà không bao giờ sau này sợ bị lạc hậu đấy, và nhiều những chức năng nâng cao đấy, và như mô thuyền táp vừa rồi mình đã làm đấy, tích hợp liền sơ đồ mạch điện đúng không ạ? Khi anh em chẩn đoán có mã lỗi thì lại có sơ đồ mạch điện màu kèm theo do công ty thiết kế riêng nhé, có bản quyền để anh em xem, rất là tuyệt vời
Vâng, đó là một trong những cái lợi thế của máy mô xương giáp ngày nay mà có thể nói là không một dòng máy nào trên thị trường ngày nay có. Điều đó là điều hiển nhiên rồi, đúng không ạ? Vâng, và mọi thông tin chi tiết thì anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình theo một số máy điện thoại duy nhất, đó là số 0979 407 116. Mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em nhé. Mình xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.